Trong cinema, anh là một photo có tiếng trong giới nhiếp ảnh. Và anh rất thích nét đẹp của cô bé này. Không biết là anh có cơ hội để được làm việc với em hay không? Chụp một hình với anh, một tiếng anh sẽ trả cho em 2 triệu. 2 triệu? 2 triệu á nha chị Thuy. Đồng ý đi. Được rồi. Bây giờ anh sẽ đưa cho em trước 1 triệu. Sau khi chụp xong, anh sẽ chuyển khoản phần còn lại, được không? Em đồng ý. Chú ấy ấy ơi, chú có cần người mẫu nhí không? Chú không cần nha con. Hả? Thi làm người mẫu ảnh á? Sao nó không nói gì cho em hết ta? Ngôi sao tới! Ai vậy? Em mời chị ngồi. Cảm ơn kinh điền nha. Vì Thi! Có phải em không vậy? Không em chứ ai, thì là em nè, trời ơi. Mà cái tên Việt Thi á, nó xến quá rồi. Bây giờ em thấy cái tên Việt Thi đã chết rồi anh à. Cho nên thay vào đó là một cái tên mới. Nghệ danh mới của em tên là VT á. Sau này mọi người đọc thì đọc em là VT nha. Trời ơi, VT. VT mà nghe như TV ta, đúng không? Nè, tên của người ta là VT chứ TV gì. Em là Việt Thi này. Bà làm mẫu ảnh xong nói cho tôi biết ấy. Tôi còn mừng cho bà nữa. Nè, anh làm ơn giữ khoảng cách cho người nổi tiếng nha. Trời ơi, con bé này. Mày mà không phải là em anh á, là từ nãy như đòn luôn rồi. Mà để ý nha, hôm nay cái mặt đánh son phấn kìa. Ăn cắp của mẹ đúng không? Đâu có đâu. Em chỉ muốn bắt chước thần tượng của em thôi. Kể từ hôm nay, chị VT chính là thần tượng của em. Từ đây, không ai được đụng tới chị VT cả. Và anh thông báo trước nha, bây giờ, không ai được gọi em là Candy nữa. Em đã có biệt danh mới rồi. Là gì? Kiki. Trời ơi. Ê này, nói có suy nghĩ không nhỉ? Biết Kiki là tên gì không? Là tên gì? Tên con chó. Anh kỳ quá. Vậy thì để về nhà em gặp tên mới. Nhưng mà hiện giờ thì mọi người cứ gọi em là Candy đi. Biết không biết nó là em mình không nữa. Cho hai ly trà sữa như mọi hôm đi. Dạ, em chào hai chị. Candy. Coi bộ thân thiết quá ha. Đi qua bên kia ở luôn đi. Dạ em xin lỗi chị. Cho em thông báo một chút. Hiện giờ chị VT đang mệt mỏi nên là chị chỉ muốn nghỉ ngơi cùng với em thôi. Nên là hiện giờ quán không nhận khách nữa. Cái gì? Chỗ này là của tụi tôi. Muốn ngồi thì đi ra chỗ khác. Chắc mọi người không biết á, lỡ sau này tôi nổi tiếng trên mạng xã hội rồi, okay, tôi sẽ đăng một cái status nói là quán của chú Vượng hấp hủi minh tinh trẻ, xong rồi tôi sẽ đánh giá 1 sao. Không biết tới chừng đó như thế nào ha. Ê, thôi, trời ơi, nói nhỏ giúp anh hoặc là qua quán khác đi nhá, giúp anh đi. Quán này mà bị đánh giá 1 sao là chú Vượng giết anh, chú Vượng đuổi việc anh nhá. Nè, cô nhỏ kia, muốn gây chuyện đúng không? Làm cái gì vậy hả? Thì làm người nổi tiếng á. Con nhỏ này, mới về lên báo mới có 1 lần thôi à, mà chảnh chọe không coi ai ra gì hết trơn á. Cho nó một chuyện. Ê, thôi. Mì đứa, tính làm loại quán này thật đấy à, hả? Có biết là anh sẽ bị đuổi việc không? Thôi. Bớt lại dùm anh đi. Việt Thi, Candy. Các em làm sao vậy? Các em quả đáng lắm rồi đấy nhá. Gì anh nói gì vậy, em có quá đáng đâu, nãy giờ em không làm gì luôn á, em có quá đáng đâu. Trời ơi, anh hiểu giùm em đi, anh hiểu đi. Đúng rồi đó, để em có đáng chỗ nào, anh hiểu không? Con nhỏ này. Anh cứ yên tâm đi, em làm nó hút được con nhỏ một rồi đó rồi. Ê, gì, như là ông quay cine kìa. Ấy, đâu có được, mình phải từ từ. Từ từ mình mới hốt hết cái đám rau xanh mơn mởn đó chứ, đúng không? Hên là bữa giờ tôi theo dõi ổng mấy ngày nay đó. Được rồi, bây giờ anh cứ yên ở đó đi. Rồi con mồi tới là mình xê thôi. Vậy ha, ok anh. Không nghe ông nói gì không? Kiểu này là con Việt Thi đang gặp nguy hiểm rồi. Hay là tôi chạy về tôi cảnh báo nó nha. Bà giả khờ, bà bị khờ vậy. Nghĩ sao?
Nó vừa mới hạ gục hai đứa mình đó. Kệ nó đi, cho nó chết. Nhưng mà làm vậy không có được. Mà bây giờ hên á là mình chưa có dính vô chuyện này. Chứ bà nghĩ đi, Việt Thi nó ghét bà quá trời luôn. Bà nghĩ sao bà nói nó tin. Kệ nó đi. Giờ có cách nào giúp Việt Thi không ta? Sao trời nắng này mà hai đứa đứng đây? Anh Thành ơi, có chuyện rồi. Chuyện gì? Bịch cấp. Dạ. Xong chưa? Giờ gần xong rồi anh ơi. Xong đi ra ngoài đóng cửa lại. Dạ dạ. Đi ra ngoài đi, còn chảy gì nữa. Dạ rồi. Đóng cửa lại. Ủa, chụp hình gì mà sao không có ai vậy anh? Em cứ yên tâm đi, không có gì đâu. Dạ. Đứng im, đứng im nha. Ủa, anh làm gì vậy? Hả, make up không có tâm. Nó làm nhòe phấn em rồi. Anh tính sửa cho em mà. Dạ, dạ thôi thôi, để em tự sửa cho. Mình chụp luôn ha. Dạ. Em đứng ở đây được rồi. Lên ghế ngồi, lên ghế ngồi. Táo bạo lên, táo bạo lên. Rồi, hững hờ xíu nè. Gian rộng chân ra em. Rộng ra xíu nè. Đúng rồi. Hình nãy giờ ok, nhưng mà anh muốn em cởi áo khoác này ra. Ủa thôi anh, tự nhiên cái chụp hình tự tin mà cởi áo khoác là ở trong họ lắm. Anh đang sáng tác nghệ thuật. Với con mắt của anh á thì nghệ thuật nó phải hững hờ một chút xíu ha. Nghe lời anh đi, cởi ra. Thôi anh, tự nhiên cởi áo khoác kỳ lắm thôi. Hay. Em phải biết là anh đang làm gì đúng không? Lại nghe lời anh, cởi cái áo khoác này ra. Anh trả 5 triệu. Thôi, em không chụp đâu. Trời ơi, không lẽ bây giờ mình chụp nãy giờ rồi. Có cái việc cởi cái áo này ra thôi mà em không làm được. Thôi, em không chụp nữa đâu. Vậy thì ok. Không chịu 5 triệu thì 10 triệu. Thôi, anh làm gì vậy? Trời. Tao nói nhẹ nhàng nãy giờ mà mày không nghe đúng không? Vậy thì mày thích bạo lực hả? Tao chịu mày. Bằng chứng chứ. Cái lũ nhóc từ mày ha. Gan lắm. 1, 2, 3, 4, 5. Tao lấy nồi tàn cả đám. Thằng bắt ai? Lấy nồi tàn ai hả? Tao lấy mày á con hỏa nhộn. Mới rồi á, mọi người về đây coi nè, cái tên biến thái. Ví dụ con gái nhà người ta chụp hình xấu xa. Mọi người báo ngay giùm tôi nha. Lời chuyện nè, cái tên biến thái. Dạ, chở nó ra mọi người ơi. Sao đâu? Hi Thi ơi, nó bỏ chạy rồi. Không sao đâu em. Mọi người, lúc nãy mọi người có thấy cái mặt của cái tên xấu xa đấy không? Trời ơi, cái mặt gì đâu, trắng bệch ra xong còn run như cái sấy. Nói nha, lúc nãy mà em không phải livestream ấy, là em cũng xông vào đánh như anh rồi. Trời ơi, ngầu quá trời luôn. Thôi, mọi người uống nước đi. Hôm nay mệt lắm rồi đấy. Nào uống đi. Hôm nay em cảm ơn anh Thành, Winner với cả chị Phương, rồi Đào Đào nữa. Không có mọi người, tôi không biết tôi làm sao. Không sao mà, nghĩa là em an toàn, là bọn anh vui rồi. Với cả cho tôi xin lỗi Phương với Đào, vì những lần trước tôi có hơi quá đáng. Hai người bỏ qua cho tôi nha. Thì thực ra thì hồi trước bà có hơi quá đáng thiệt. Nhưng mà nghĩ lại thì tụi tôi cũng có hơi thua lỗ. Nên là sẵn đây thì cho tôi xin lỗi bà luôn nha. Rồi. Từ bây giờ chuyện cũ bỏ qua. Các em bây giờ huề nhau hết nhá. Uống nước đi. Yeah. Mà công nhận nha,
Lúc nãy là anh Thành quá tuyệt vời luôn. Mà nhớ, hay thật á, vừa nghĩ ra cách cứu Việt Thi này, lại còn nghĩ ra cái trò livestream xong rồi cho cả cộng đồng mạng xem nữa. Tuyệt, bắt tay cái. Mà anh Thành ơi, ví dụ như mà sau này em có gặp chuyện gì thì anh có cứu em không? Hỏi thừa quá à? Tất nhiên là có rồi. À, nhắc mới nhớ, anh đã từng cứu em một vụ rồi còn gì nữa. Ghê ghê ghê. Anh chị ơi, ông nhiếp ảnh đâu rồi? Em đã sẵn sàng làm mẫu cho ổng rồi nè. Hả? Mãi mãi sẽ đến.